Xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe tải, xe buýt, xe container, máy cầu, máy xúc, thậm chí là máy bay. Tất cả các loại phương tiện đấy kiểu gì các bạn cũng đã được ngồi trên đấy rồi. Nhưng mà hôm nay có một loại xe Thắng đoán chắc chắn là các bạn chưa một bạn nào được ngồi luôn. Đó chính là xe tăng. Các bạn còn kém lắm, làm sao mà được ngồi? Chỉ có Thắng được ngồi thôi. Nhưng mà ngồi xe tăng ở trong game. Còn xe tăng ở ngoài đời thực, ngồi xong xe tăng xong bắt đầu là bắn chu 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 bùm 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 thì không biết là sẽ sướng như nào nhỉ. Khi nào các bạn lớn, các bạn mà đi bộ đội thì kiểu gì cũng được ngồi trên cái chiếc xe tăng đấy luôn. Ui, bây giờ mà ngồi ở trên cái xe tăng đấy xong bắt đầu là bắn ra mấy cái quả rocket thật thì chắc là phê lắm nhỉ. Và đây là cái chiếc xe tăng của Thắng, nhìn nó cùi lắm đúng không? Nhưng mà các bạn đừng có chê nha. Và đây là cái quả xe tăng màu xanh green của Thắng. Nhưng mà sao cái anh chàng lính kia người to vượt bằng cái quả xe tăng nắng nhở? Thế này thì anh đấy là người khổng lồ hay là quả xe tăng của Thắng là xe tăng mini? Nhiệm vụ đầu tiên của anh cực kỳ là khó khăn. Bây giờ Thắng phải sử dụng cái quả xe tăng cùi bé mini như này để đi đấu một quả xe tăng của cái tên tướng bên quân địch cực kỳ là vip xịn sò 10 sao. Xe tăng của Thắng thì 1 sao. Trước khi ra trận là phải thử xem quả xe tăng của mình có bị tắc ống bắn rocket không. Đang đi mà nó bị tắc thì tao luôn ể. Còn chưa cả thử cái quả rocket mà bên của đối thủ đã có một tên lính. Wow, đây mới chỉ là tên lính thôi nha, mà quả xe tăng nó vip bên tay kia rồi. Thôi đằng nào cũng test rocket, test vào cái quả xe tăng của tụi nó sao. Nhưng mà mình không thể điều khiển hướng của quả rocket được. Ơi ơi, chỉ có thể bắn thẳng được thôi đúng không? Ui trời ơi, bắn ba phát liền từ cái lỗ quả stun của tụi nó. Đây là người ta không cho điều khiển đó, mình cứ bắn tự do. Ui hai quả long đạn bắn nhau. Ui trúng luôn. Wow, stun của nó stun đẻo hay sao ấy, bắn đúng quả rocket là bị lỗ tung rồi nha. Người ta phải cho điều khiển lên xuống cao thấp thì Thắng mới bắn được xe tăng của đối thủ chứ. Chứ bây giờ cái bắn ngẫu hứng thế này. Ui dùi. Thấy chưa. Nó có thể bắn trúng cái vị trí của Thắng, nhưng mà Thắng không thể bắn trúng cái vị trí của nó đâu nha. Xe tăng của tôi cùi quá mà, tôi phải đi gần xong bắn như này của mồm của nó nha, chứ không đứng ở xa. Đợi. Không biết là chơi bắn xe tăng hay là chơi đâm xe tăng đây. Đâm xe tăng một người nó ba tay chỉ còn một chút xíu mà thôi. Đây là tên tướng kia với một quả xe tăng cực kỳ khổng lồ luôn. Chiu, bắn từ xa nhưng mà không trúng với bạn ơi. Lui. Bắn từ xa một cái nữa có trúng không đây? Thôi xong, Thắng đã lui về kịch cỡ rồi mà xe tăng của Thắng nó còn sắp đổ. Ui. Quả rocket Kloto hắn bằng cái bánh xe tăng của mình luôn. Chắc là mình phải hồi sinh sửa chữa lại xe tăng. Đầy máu luôn nhé. Bây giờ là solo. Đâm thẳng luôn. Ui. Lui. Ấy, xe tăng của mình cùi quá. Bắn nè. Trúng rồi. Xe tăng của đối thủ chỉ còn lửa cây máu một thôi. Tên. Ba phát chúng là lỗ luôn xe tăng của tên tướng địch đó nha. Chắc là mình phải đi vào cửa hàng mình nâng cấp cái quả xe tăng chứ, cái quả xe tăng này cùi ơi là cùi. Wow, có rất là nhiều xe tăng luôn nha. Để xem là xe tăng level 2 nào. Ok, nâng cấp bánh xích này. Rồi xong, không biết là có điều khiển lên xuống lóng xuống được không ta. Nhưng mà khoan đã, có cái điều gì đó sai. Cái quả xe tăng của Thắng to hơn mà nâng cấp xong thì nó lại thành quả xe tăng nhỏ hơn một chút xíu nữa. Chắc là nó sẽ dịch chuyển nhanh hơn, cơ động hơn đây mà. Bây giờ người ta cho chọn 3 phương án nha. Thêm giáp cho xe tăng này, hồi máu này và tăng tốc quả rocket này là sao ấy. Thắng chọn hồi máu đi. Ok luôn. Và bây giờ là let's go. Bo. Vẫn không thể điều khiển lên xuống được. Nhưng mà xe tăng này sẽ đi nhanh hơn cặp đôi, như kiểu là có động cơ xe máy. Thấy chưa. Ui dồi. Ba quả tăng ngoài. Thôi sao các bạn ơi. Ui, ba quả xe tăng kia nó gục lại đấu với Thắng thì Thắng làm sao mà tiêu diệt được nó đây. Ok. Đâu rồi. Xuất hiện ở đây đi.
trúng luôn. Tí nữa là ôi. Nhìn giống cái tên. Tên tướng đây nhỉ. Lỗ luôn, tuyệt vời. Bên này, ôi, tí nữa thì trúng luôn cơ bạn ơi. Bắn nè. Rồi. Đứng gần bắn solo luôn, sợ gì. Let's go, mình bị mất cái mũ bảo hiểm ở trên đầu rồi. Ui. Căng rồi, lui. Rồi. Yeah. Nó bị nghèo, thằng cũng bị nghèo. Không được rồi, cái quả xe tăng này vẫn cùi lắm nha. Lân cấp quả xe tăng to hơn nè. Xe tăng to hơn nhưng mà nhìn vẫn thế, chả biết là có khác bọt gì không. Let's go. Hắn có thêm một sự trợ giúp nha. Nhưng mà không biết là sự trợ giúp này là cái gì đây. Hình như là sẽ có một cái quả áo sắp để bảo vệ quả xe tăng của tháng hay sao ấy. Đúng không? Đúng luôn này các bạn ơi. Wow. Xe tăng này của thắng bắn ra mấy cái viên đạn nó nhanh hơn nha. Yo. Đạn của anh bây giờ là đạn titan rồi. Anh không sợ bốn ai. Anh không sợ mọi ai. Khoan. Xe tăng của thắng to cao hơn nên là bắn sực vào đầu của tụi nó luôn kìa. Có một em rồi nhưng mà xe tăng của mình cao quá. Chúng tặng danh con kia rồi. Vẫn gặp cái tên tướng này, lúc nãy nó thua rồi mà bây giờ nó vẫn gan to tới solo với thắng à. Wow, có một cái hòm gì kia. Hòm nâng cấp trang bị kìa. Thắng sẽ chọn tăng máu à? Hay là tăng tốc độ đây? Tăng tốc độ đi hay là tăng tốc độ đạn nhỉ? Tăng máu đi. Ok, và máu của thắng đã tăng nha. Mặc giáp lên. Chuẩn bị lùi. Bắn nè. Đạn của mình bay vẫn hơi là xa. Vẫn xa quá. Vừa đời. Nó khôn đấy nha. Nó đứng ở đấy. Đã thắng. Đi xong bắt đầu lộc bắn thắng kia kìa. Kinh khủng. Lên đây. Yeah. Khôn. Đứng ở đấy mà canh gấp bắn nó nhanh chứ đừng có đâm thẳng vào nó làm gì. Thua thì anh cũng lân cấp xe tăng. Mà thắng thì anh cũng sẽ lân cấp xe tăng. Quả xe tăng bên cạnh. Wow. Các bạn ơi, quả xe tăng bên cạnh là có thể phun ra lửa nha. Nhưng mà không biết là phun ra lửa thì có mạnh hơn bắn ra quả rocket titan không. Let's go. Uầy, vừa hay phun ra lửa thì lại bước sang một cái vùng đất sa mạc rất là khô cằn luôn. Uầy, đúng là cái loại xe tăng đi ở sa mạc này rồi. Nhưng mà ở bên trên này bọn nó không chơi xe tăng nữa mà bọn nó chơi cả máy bay luôn. Thì ôi, bắn kiểu gì. Không thể điều khiển cái lòng kia được. Thì thằng biết bắn kiểu gì đây. Trời ơi, xe tăng này không hợp rồi các bạn ơi. Xe tăng này, wow, đây. Bắn được lên trời rồi nha. Máy bay, đây, đứng ở trên cái đỉnh núi đấy. Bắn máy bay luôn. Nào, vào đây. Lần đầu tiên xe tăng bắn được cả máy bay nhá. Bắn được cả máy bay luôn kìa. Kinh khủng khiếp chưa. Còn cái máy bay nào rồi? Bay lại đây hết cho anh để anh bắn dụng hết nha. Lên đỉnh núi cao. Các bạn mà chơi là các bạn bắn máy bay, các bạn cứ lên cái đỉnh núi. Uầy. Chạy luôn. Mấy cái thằng xe tăng đẻo. Xe tăng bọc thép cái gì mà bị cháy bởi lửa. Không hiểu kiểu gì luôn. Rồi đứng đây nha. Thằng kia lên đây. Lên đây. Nó không dám lên kìa. Không dám lên nè. Rồi ăn. Wow. Tên tướng bây giờ là không đi xe tăng nữa mà là đi máy bay kìa. Đúng cái góc. Chả hiểu là tên tướng địch kiểu gì. Ăn đúng một ngọn lửa thì là lăn xuống luôn. Nhìn kìa. Bây giờ là không phải bắn ra rocket nữa mà là bắn ra bóng rổ luôn kìa. 144 kim cương mở luôn nha. Màu xe tăng lại hợp với cái màu ở nơi đây quá đi. Wow, bắn ra 2 tia hoặc là 3 tia đạn kìa. Nhưng mà thắng gì có đạn đâu, thắng là bắn ra con mắt cơ mà. Let's go. Uầy, màu xanh lại đi bắn nhau ở trong rừng. Xe tăng này xịn quá kìa các bạn ơi. Kiểu như là có một động cơ kéo khẩu pháo ở đằng sau. Các bạn ơi nhìn kìa. Sự trợ giúp quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ thằng bắn một lúc là ra 3 con mắt kìa. Nhưng mà cái
cái quả đạn này của tôi ý, nó bị lặng quá, nó không thể bay lên cao được. Ui, chắc là phải tìm chỗ cái ngọn núi lên cao cao thì mới bắn được cái quả star kiểu. Yo, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, cái quả mắt của tôi lặng quá nên tôi không thể đấu được người ta. Ok, xe tăng thì đẹp đó nha, nhưng mà đấy, bắn xa như này nhưng mà của mình thì lại không bắn được xa thêm luôn mới tài chứ không hiểu kiểu gì luôn. Ok, đổi sang cái quả xăng tầm cao hơn, thế này bắn máy bay lõm mới hợp nha. 360 kim cương, let's go. Bây giờ không sợ máy bay đâu. Ối cao như này nhìn lấy đâu ra mà sợ máy bay. Jin 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 ai đó. Ui, cao nhưng mà lại bị đổ xe tăng nha, nhưng mà không sao, bắn phát là máy bay nó vỡ ngay. And đi hơi bị chậm, đi hơi bị chậm. Ui giời, wow. Quả xe tăng này bắn đạn căng đét luôn. Wow, wow, à, thằng xanh con, xanh con bắn sượt máy bay rồi, xanh con máy bay kìa. Ui, ui máy bay kìa. Ui, ui, ui trúng máy bay luôn. Tuổi gì, tuổi gì. Đây, 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 đây. Ui, ui, ui. Ê, mình đang bị cao quá, mình không bắn trúng nó. Ui, một thằng, hai thằng, ê, hai thằng nè. Thằng còn lược cái mẫu nữa. Rồi, rồi, xong. Rồi, rồi, xong, rồi, rồi, xong. Đợi, bọn kia đi lên nha. Mình sẽ xuống cái chỗ trúng trúng này. Đó, rồi phát lửa. Ok, uầy. Ui giời, trúng luôn. Ui giời, ôi thằng kia. Leo lên đi, leo lên đi. Anh đứng ở đây, ngắm sẵn chú rồi. Leo nè, này thì leo nè. Leo, 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 leo nè. Đấy, lại được nâng cấp kìa. Thằng hơi chọn hồi máu nha. Ok, xe tăng của thằng đã. Ê, gì mà hồi một chút siêu máu vậy. Thế này thì làm sao mà đủ bắn nhau với tên bốt. Đến tên bốt cho ta, chưa, 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 chưa. Wow, wow, wow. Ui giời ơi. Ui. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây nè. Bắn vào mồm. Ồ, tên bốt của này nó lại lái xe tăng rồi kìa anh em ơi. Lùi, 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 lùi. Ui, nó thả rocket ra kìa. Không sao. Uầy, uầy, uầy. Ui, căng thế nhở. Khó, 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 khó ạ. Quá là khó luôn các bạn ơi. Nghiêng lên chưa? Đoạn này là ok chưa? Đẹp chưa? Lên một tí nữa đi. Đợi, máy bay còn lùi nhá. Đây, đây, đây. Một phát nè. Hai phát nè. Rồi. Ba phát nè. Uầy, phát thứ tư thì mình lại bị trượt. Cay quá đi. Phát thứ tư trúng. Và phát thứ năm. Ok, và còn rất là nhiều các loại xe tăng xịn sò hơn, nhưng mà do thời lượng video của thằng tới đây là hết rồi, nên là sẽ gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Còn bây giờ là bye bye.